tắp những thành phố đông dân nhất thế giới. Xin chào các bạn, đây là kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về tắp những thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay. Các bạn có biết rằng có những thành phố trên thế giới có dân số lớn hơn cả một số quốc gia không? Hãy cùng mình khám phá những thành phố này nhé! Thứ năm, Thượng Hải, Trung Quốc đến 28.516.904 người. Thượng Hải là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, nằm ở bờ Biển Đông, cửa sông Dương Tử. Thượng Hải là thành phố đông dân thứ năm thế giới, với hơn 28 triệu người sinh sống trong diện tích 6.340 km vuông tầm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc và khu vực châu Á đến Thái Bình Dương. Thượng Hải cũng là một thành phố hiện đại và sôi động, với nhiều công trình kiến trúc nổi bật như Tháp Đài Pháp, Tháp TV Thượng Hải và Nhà hát lớn Thượng Hải. Thứ tư, Delhi, Ấn Độ đến 32 triệu 65 760 người. Delhi có tên gọi chính thức là lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi City, thuộc miền Bắc Ấn Độ. Delhi là thành phố đông dân thứ tư thế giới, với hơn 32 triệu người sinh sống trong diện tích 1483 K1. Delhi là một thành phố cổ kính, có lịch sử tồn tại từ thế kỷ thứ sáu ti Delhi là thủ đô của nhiều vương quốc và đế quốc trong quá khứ và hiện tại, cũng như là nơi có nhiều công trình kiến trúc và di tích lịch sử nổi tiếng, như Cổng Ấn Độ, Lăng Tự Do Gandhi và Di sản Thế giới Kutab Manor. Delhi cũng là một trung tâm kinh tế, chính trị, giáo dục và văn hóa quả. Thứ ba, Tokyo. Nhật Bản đến 37 triệu 274 nghìn người, Tokyo là thủ đô và cũng là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản, nằm ở phía đông của đảo Chính Hân, vùng Căn Tâu. Tokyo là thành phố đông dân thứ ba thế giới, với hơn 37 triệu người sinh sống trong khu vực tàu điện ngầm Tokyo 2. Tokyo là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục của Nhật Bản và khu vực châu Á đến Thái Bình Dương. Tokyo cũng là một trong những thành phố giàu nhất và sáng tạo nhất thế giới, với nhiều công ty lớn, trường đại học hàng đầu và di sản văn hóa, như cung, Điện Hoàng gia, Tháp Tokyo và Công viên Uyên Âu. Thứ hai, Gakata, Indonesia đến 38 triệu người. Gakata là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Indonesia, nằm ở bờ tây của đảo java vịnh Gakata. Gakata là thành phố đông dân thứ hai thế giới, với hơn 38 triệu người sinh sống trong khu vực đô thị Gakata. Gakata là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục của Indonesia và khu vực Đông Nam Á. Gakata cũng là một thành phố đa dạng và phong phú, với nhiều di sản lịch sử văn hóa và tôn giáo, như quảng trường Merdeka, làng tự do Sukarno, nhà thờ Isitakulun và chùa Ginzaiyuan. Thứ nhất, Thâm Quyến, Trung Quốc đến 44 triệu người. Thâm Quyến là một thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, nằm ở bờ Biển Đông, cửa sông Ngọc Giang, giáp danh Hồng Kông. Thâm Quyến là thành phố đông dân nhất thế giới, với hơn 44 triệu người sinh sống trong diện tích 1.992 km vuông. Thâm Quyến là một thành phố mới nổi, được xây dựng từ một ngôi làng cá nhỏ vào năm 1979 khi được chọn là một trong bốn khu kinh tế đặc biệt của Trung Quốc. Thâm Quyến là một trung tâm kinh tế, công nghệ, thương mại và giáo dục của Trung Quốc và thế giới. Thâm Quyến cũng là một thành phố sáng tạo và tiên tiến với nhiều công ty lớn, công viên khoa học và công nghệ và công trình kiến trúc hiện đại như tòa nhà Ping An Financial Center. Cầu vành khổng lồ và công viên văn hóa cổ điển Đó là tắp những thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có thể cho mình biết ý kiến của các bạn về những thành phố này không? Bạn có muốn đến thăm hoặc sống ở những thành phố này không? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn like và subscribe kênh của mình để xem thêm nhiều video hay khác nhé Cảm ơn các bạn đã xem video này Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Tạm biệt